Những ngày qua, cùng với phụ nữ các cấp hội, phụ nữ trên địa bàn thành phố Bến Tre đã và đang tích cực hưởng ứng tuần lễ áo bà ba do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, hướng đến kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh nét đẹp giá trị của áo bà ba trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào của dân tộc và trách nhiệm của công dân trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Tuần lễ áo bà ba diễn ra từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động tất cả nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, hội viên phụ nữ ở nông thôn, thành phố ưu tiên mặc áo bà ba trong các hoạt động nơi công sở, trường học, đơn vị, các sự kiện trong gia đình và xã hội. Mặc dù chưa bước vào tuần lễ, nhưng các cô, các chị thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bến Tre rất phấn khởi, nhiệt tình ủng hộ. Hưởng ứng cái tuần lễ áo bà ba do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre phát động thì cô là một cán bộ về hưu thì cô tham gia với tuần lễ áo bà ba này thì cùng với các chị cô đồng diễn bài những cô gái đồng bằng sông Cửu Long để hưởng ứng tốt cái ngày tuần lễ áo bà ba do Trung ương Hội phát động. Thì riêng đối với phụ nữ miền Tây á thì cô thấy rất là trân quý đối với chiếc áo bà ba, gìn giữ và phát huy cái bản sắc của người phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, thực hiện theo cái truyền thống của cô ba Nguyễn Thị Định. À, hôm nay tham gia cái buổi tập dân vũ khoác trên mình chiếc áo bà ba với chiếc khăn rằn và chiếc nón lá thì bản thân tôi thấy rất là tự hào về cái trang phục này. Nó là cái gợi nhớ cho chúng tôi lại cái lịch sử vẻ vang hào hùng của dân tộc Việt Nam, trong đó có phụ nữ Bến Tre. Nhằm tăng thêm sự sôi động hấp dẫn trong việc hưởng ứng sự kiện tuần lễ áo bà ba năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook, Zalo. Hình ảnh thước tha của chị em phụ nữ trong chiếc áo bà ba thường xuyên được đăng tải và chia sẻ rộng rãi. Đồng thời phát động các cấp hội tham gia cuộc thi đồng diễn áo bà ba với hình thức quay video clip gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Ban tổ chức sẽ chọn các video đẹp nhất, hay nhất, chất lượng cao để trao giải tại sự kiện đồng diễn diễu hành áo bà ba. Thì sau khi tiếp thu công văn của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về phát động hưởng ứng tuần lễ áo bà ba thì ở chỗ hội phụ nữ của phường cũng đã triển khai trong toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn và các chị em đều vui mừng hưởng ứng. Mặc dù là cái ngày mà tuần lễ bà ba là từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10, tuy nhiên thì hôm nay thì các chị cũng đã hưởng ứng từ từ rồi. Thì mấy chị cũng đã tự trang bị cho mình một cái chiếc áo bà ba cũng như là khăn rằn để hưởng ứng tuần lễ áo bà ba năm 2023 năm nay. Tuần lễ áo bà ba góp phần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền quảng bá hình ảnh áo bà ba, tôn vinh giá trị truyền thống của trang phục này trong đời sống xã hội. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp, giá trị truyền thống trong mỗi người phụ nữ, nhất là phụ nữ miền Tây Nam Bộ. Chương trình đồng diễn diễu hành trang phục áo bà ba kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm nay sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 tại công viên Đồng Khởi, thành phố Bến Tre. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về sự kiện này trong các chương trình tiếp theo.